những dòng sông nối đôi tay liền với biển khơi. Đêm chờ ánh sáng, mưa đòi cơn nắng. Vâng, và xin chào các bạn trở lại kênh YouTube Bio. Hôm nay thì quay trở lại kênh của nhà em. Muốn gửi tới các bác một cái sản phẩm rất là hiếm. Em khẳng định rất hiếm. Đó là một cặp loa lẻ Đền Ông CX3 của bộ dàn Đền Ông CX3 ấy. Dòng gọi là dòng loa high end trong dàn mini. Nghĩa là dòng cao cấp nhất của dòng Đền Ông CX3 với cái chất âm cực kỳ là chi tiết, em khẳng định là vô cùng chi tiết. Hôm nay thì nhà em về được một lẻ được một cặp loa, có lẽ là cũng phải đến cả năm mới về được một. Gần như từ trước giờ đây là cặp loa lẻ đầu tiên tại shop nhà em bán với cặp loa này, bởi nó rất là hiếm, mua được rất là khó. Một bộ thì nếu mà CX3 thì em bán được khoảng 2 bộ rồi. Còn loa lẻ thì đây là lần đầu tiên em được bán cặp loa lẻ này. Bây giờ sẽ quay cho các bác xem tham khảo một chút về hình thức và chúng ta sẽ đi về cặp loa này. Cặp loa này thì có chiều cao khoảng 30 cm, cao khoảng 30 cm. Chiều rộng là khoảng 18 cm và sâu là 25 cm. Đấy. Và con này thì thấy còn khá là đẹp nhá. Rất đẹp. Em đánh giá nó khoảng đâu khoảng tầm 97%. Chỉ có yếu tố với thời gian bụi bặm thôi, chứ còn hình thức thì yên tâm và đều là đẹp. Cặp loa này thì có cái đường kính bát sẽ là 15 cm và đường kính chép là 2,5 cm. Với cái bát được làm bằng màng carbon ấy, sợi carbon, có nhìn thấy không? Đây là sợi carbon chứ không phải sợi Kevlar đâu. Gân thì là gân cao su. Dòng Buxell cao cấp như thế này thì được làm rất tỉ mỉ và cầu kỳ. Được gắn rất nhiều những cái đinh lục giác ở đây để cố định cái phần củ loa. Đấy, cố định ở đây. Và đây là màng chép dạng chép dom các bác, chép dom. Và cái loa Đền Ông CX3 này thì được sử dụng cái phần gỗ, vật liệu gỗ ấy, là gỗ MDF xử lý nhiệt các bác, và độ dày lên tới 4 cm, các bác tưởng tượng không? Dày lên tới 4 cm. Và bên ngoài thì được làm dán một lớp gỗ thật, và có vân gỗ là như có nhiều một vân gỗ không đồng điệu nhau, và gỗ sẽ khác nhau về vân, được dán ở bên ngoài và dày tới 4 cm. Điểm đặc biệt nhất của cái kẹp loa này ấy, chính là về cái phân tần của nó, phân tần dạng hai lớp, và em khẳng định với phần cùng một mức tiền giá khoảng 12 triệu thì không có một kẹp loa nào có cái phân tần được như con Đền Ông con CX3 này, rất là kinh khủng. Và nếu mà các bác nào đã từng được tháo ra và xem cái củ phân tần ở trong, các bác sẽ choáng ngợp về cái nội thất ở bên trong nó. Họ làm rất cầu kỳ và tỉ mỉ và trau chuốt thực sự luôn, khủng khiếp về phân tần. Bây giờ sẽ quay cho các bác xem ở phía sau của loa để các bác có thể quan sát rõ hơn. Cái này thì về thì đầy đủ hết e cang loa đây này. Em đang để ở đây để các bác có thể quan sát loa dễ. Hàng thì rất là đẹp, đầy đủ e cang. Các bác hoàn toàn có thể phối ghép với lại một cái chiếc âm ly mà em đang lựa chọn ở đây, là có thể là sử dụng chiếc âm ly Marantz CR412 hoặc là các bác sử dụng Marantz CR612, tùy các bác. Ghép rất là hay và chi tiết luôn. Em thấy rất là hợp. Ở đây cũng vậy. Một cái lỗ thông hơi ở phía sau đây, và toàn bộ phần phía sau loa thì đều cũng được sử dụng ốc lục giác để khóa lại cái phần tấm ván ở phía sau. Và con này thì có công suất là 100W các bác, maximum peak power có thể lên tới là 200W, hoàn toàn có thể chơi trong phòng khoảng 30m với trở kháng là 6 ohm. Đến dòng CX3, cầu loa được thiết kế dạng cầu loa BY, hai cầu riêng biệt bát chép và có thể nối chung với nhau đánh stereo. Thì đây là một cái dạng đánh cơ bản của các cặp loa, và cái loa này rất là nặng, nó nặng khoảng gần 10 kg các bác, rất nặng, nó bê thực sự. Em nói các bác là Buxell mà với kích thước như này thì nó như đá, rất là nặng đấy. Thì em nhớ không nhầm là 9 kg với một chiếc loa này thì cực kỳ nặng luôn. Và sản phẩm này thì được đấu giá và đưa từ Nhật về. Con này thì sản xuất tại Trung Quốc và xuất về thị trường Nhật đó, nhưng mà vẫn là dòng high end cao cấp nhất của trong dòng Đền Ông CX, đó là Đền Ông CX3. Thì trước đó nó có CX1 nhưng mà tất cả thì đều xếp sau hết, và nó được so sánh ngang tương đương với lại con cặp loa của Onkyo 933 các bác nhé. Đó là về toàn bộ về thiết kế cũng như là về hình thức của cái cặp loa Đền Ông CX3 này. Thì rất mong bác nào mà quan tâm mà muốn mua một cặp loa này, em nói thật các bác là nó rất hiếm, bởi vì em bán hàng đồ cũng là nhiều, em bán hàng trước khi em bán đồ mới cơ. Nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên mà em được trải nghiệm và được bán lẻ một cặp loa của Đền Ông CX3. Và phối ghép cũng khá là dễ dàng các bác. Bây giờ các bác thì có thể lựa chọn khá là nhiều âm ly, nhưng em thì em thích nhất cặp âm ly Marantz CR412 hoặc là 612, thì hai cái lựa chọn này nó rất là phù hợp và cho chất âm khá là sáng và chi tiết, các cái giải khá là đều.
thì mình quan tâm nhất là gì, cái độ chi tiết của loa này thì em khẳng định là nó không có đối thủ ở tầm giá, nếu ở khoảng 12 triệu thì không có đối thủ. Tuy nhiên nó chỉ là hàng cũ bên Nhật đưa về thì rất là hiếm để mua được một cặp loa như thế này. Bác nào quan tâm thì cứ alo cho em sớm để em có thể chốt đơn cho bác. Và bây giờ thì mời các bác cùng là nghe tiếp cái chất âm đến từ cái cặp loa để âm CX3 và em đang ghép với lại cái chiếc âm ly là Marzang CR412 các bác, Marzang CR412 mà có kết nối được cả CD, Bluetooth, USB rồi có cả cổng quang để các bác kết nối Smart TV luôn. Ok, bây giờ mời bác cùng là nghe cái chất âm đến từ cái loa để âm CX3 này. Bốn mùa như gió, bốn mùa như mây, những dòng sông nối đôi tay liền với biển khơi, đêm chờ ánh sáng, mưa đòi cơn nắng, mặt trời lấp lánh trên cao vừa xa vừa gần, con sông là thuyền, mây xa là buồn, từng giọt sương thu hết mong manh, những giọt mưa, những nụ hoa, hẹn hò gặp nhau trước sân nhà. Không hẹn mà đến, không chờ mà đi, bốn mùa thay lá, thay hoa, thay mãi đời ta. Bên trời xanh mãi, những nụ mầm mới, để lại trong cõi thiên thu, hình sáng nụ. Hình dáng nụ cười.